Tiếp theo là phần báo cáo của học sinh Trần Thị Anh Thi, lớp sơ cấp 6 195, chuyên ngành violon, về tác phẩm Rondo của Johann Sebastian Bach, giảng viên người dân Nguyễn Ngọc Bang. Tiếp theo là phần báo cáo của sinh viên Nguyễn Quang Ánh, lớp Đại học 2, chuyên ngành bass song, về tác phẩm Telemann Sonat, chương 1, 2, giảng viên người dân Nguyễn Văn Triều.
Thank you.
Tiếp theo là phần báo cáo của sinh viên Đinh Ngọc Thiện, dòng tên ông, lớp Trung học 2 với chuyên ngành thanh nhạc, với tác phẩm Đi tìm câu hát lý thương nhau, sáng tác Vinh An, giảng viên hình dân Lê Thị Cẩm Nhung. Tiếng hát
thúc là phần báo cáo của sinh viên Trần Thị Lê Trang, lớp đại học 4, chuyên ngành thanh nhạc, dòng soprano, về tác phẩm Mơ Quê, sáng tác Nguyễn Tài Tuệ, giảng viên hướng dẫn Huỳnh Hoàng Cương.